Xin chào các bạn nhỏ yêu quý, cô Thu Anh rất vui được gặp lại chúng mình trong chương trình Vui Đến Trường đấy. Các bạn nhỏ ơi, vậy là 2 tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp lại nhau phải không nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, cô mời chúng mình sẽ cùng đến với trường mầm non Tả Phìn, huyện Sapa nhé. Đây là một ngôi trường vùng cao với đông các bạn học sinh dân tộc thiểu số theo học. Và các bạn học sinh ở đây sẽ tham gia các hoạt động học tập và vui chơi như thế nào thì chúng mình hãy cùng cô theo dõi nhé. Các bạn ạ, Tả Phìn là một xã vùng cao của Sapa với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa độc đáo. Và trường mầm non của chúng mình được đặt tại thôn Xả Xéng, xã Tả Phìn đấy. Nếu các bạn đến Tả Phìn du lịch thì hãy ghé thăm ngôi trường của chúng mình nhé. Giới thiệu với các bạn một chút, năm học mới này, trường mình có hơn 300 bạn học sinh, chủ yếu là người Mông và người Dao, học tập ở 14 lớp. Tuy ngôi trường của chúng mình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các cô giáo luôn yêu thương, chăm sóc, tạo dựng cho chúng mình một môi trường học tập và vui chơi tốt nhất. Chính vì vậy, dù vừa mới bắt đầu năm học mới, nhưng bạn nào cũng chăm ngoan, háo hức đến trường đầy đủ, bởi mỗi ngày đến trường với chúng mình là một ngày vui mà. Bây giờ, mời các bạn cùng vui học với chúng mình nào! Và mở đầu hoạt động ngày hôm nay, cô mời chúng mình sẽ cùng tham gia một tiết học hát với các bạn ở trường mầm non Tả Phìn nhé. Và ngày hôm nay các bạn ấy sẽ học bài hát gì thì chúng mình hãy cùng theo dõi nào. Các bạn ạ, giờ âm nhạc là hoạt động mà chúng mình rất thích đấy. Vì chúng mình vừa được nghe cô giáo hát này, được học hát và chơi những trò chơi thú vị nữa. Các bạn hãy cùng học hát với chúng mình nào. Có một bài hát nói về chủ đề trường mầm non mà hôm nay cô giáo sẽ dạy chúng mình đấy. Bài hát có tên là Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non của tác giả Phạm Tuyên. Bài hát xin phép được bắt đầu. Cô vừa hát cho chúng mình nghe bài hát có tên là gì? Ai biết giơ tay đẹp nào? Cô giáo mời bạn Jin. Cháu tên cô Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non. À, bạn Jin trả lời đúng chưa? Đúng. Mình khen bạn Jin một tràng vỗ tay nào. Bài hát Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non của tác giả nào? Ai biết giơ tay đẹp nào? Cô giáo mời bạn Duyên. Phạm Tuyên. À, bạn Duyên trả lời là của tác giả Phạm Tuyên. Đúng chưa cả lớp? Mình khen riêng một tràng vỗ tay nào. Bài hát Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non của tác giả Phạm Tuyên nói về ngôi trường mầm non của bạn nhỏ. Có rất nhiều các cô, có các bạn và các bạn rất yêu quý ngôi trường của chúng mình đấy. Bây giờ cô giáo sẽ dạy chúng mình hát bài hát Trường Chúng Cháu Là Trường Mầm Non nhé. Cô giáo mời chúng mình đứng lên hát với cô giáo nào. Bây giờ cô giáo sẽ mời tổ 1 hát cùng cô giáo nhé. Hỏi cháu học trường nào đây? Bé nào ngoan lại mua hát thật hay? Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Rất giỏi cô giáo, khen các bạn nào. Rồi cô giáo mời các bạn tổ 1 ngồi xuống. Cô giáo mời các bạn tổ 2 và tổ 3 đứng dậy. Trường của cháu đây là trường mầm non. Rất
giỏi, cô giáo khen hai tổ nào. Bây giờ cô giáo sẽ mời một nhóm bạn con trai lên hát nhá. Bạn con trai nào muốn lên hát nào? À, cô giáo mời Lâm. Cô giáo mời Jin. Cô giáo mời Phú. Cô giáo mời Quý. Cô giáo mời Siệu. Ai hỏi cháu cho học trường nào đây? Thế nào ngoan lại mua hát thật hay? Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Rồi, rất giỏi, đứng lên khen các bạn con trai nào. Rồi, cô giáo mời các bạn con trai về chỗ. Bây giờ các bạn con gái nhá. Cười tươi đi. Ai hỏi cháu cho học trường nào đây? Thế nào ngoan lại mua hát thật hay? Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Rất giỏi, chúng mình khen các bạn con gái nào. Rồi, cô giáo mời các bạn con gái về chỗ. Bạn nào có thể lên trình bày cho cô và các bạn cùng nghe bài hát này nào? Một bạn thôi nhá. Cô giáo mời Jin nào. Jin nhún đi con. Jin hát to nhá. Trường nào đây, thế nào ngoan lại mua hát thật hay? Cô và mẹ là con cháu và con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Rất giỏi, chúng mình khen bạn Jin nào. Cô giáo mời Jin về chỗ. Các bạn ơi, hôm nay cô giáo sẽ gửi tặng chúng mình một bài hát có tên là Ngày Đầu Tiên Đi Học. Vậy bây giờ cô giáo mời chúng mình cùng đứng lên hát cô giáo bài hát này nhé. Tiến đi học, mẹ dẫn tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiệt thà. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn, bỗng nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên mẹ cô cùng vỗ về. Lớp mình rất giỏi, có lắng nghe cả lớp mình nào. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình vừa tham gia một tiết học hát thật là sôi động với các bạn ở trường mầm non Tà Phìn phải không nào? Nhưng chưa hết đâu, ở trường mầm non Tà Phìn, các bạn nhỏ ở đây còn được tham gia rất nhiều hoạt động sôi nổi và thú vị nữa. Và chúng mình hãy cùng chờ đón tiếp nhé! Là một ngôi trường vùng cao còn khó khăn, nên những đồ dùng, đồ chơi của chúng mình cũng rất đơn giản các bạn ạ. Có thể đó là những viên đá, có thể là những hạt ngô hay những chiếc lá. Nhưng các bạn biết không? Chúng mình có thể thỏa sức sáng tạo, vui chơi cả buổi với những món đồ này đấy. Với chiếc lá cây, chúng mình có thể làm được những con trâu như thế này này. Rất thú vị phải không các bạn? Các bạn xem tiếp này, chúng mình có thể xếp những hạt ngô thành những chiếc vòng xinh xắn đáng yêu hay những...
Các bạn nhỏ ơi, chúng mình vừa được tham gia những hoạt động thật là sôi nổi và hấp dẫn với các bạn nhỏ ở trường mầm non xã Tà Phìn phải không nào? Và cô tin rằng chúng mình đã có một khoảng thời gian thật là vui với các bạn nhỏ ở đây rồi. Và nếu có cơ hội, chúng mình hãy cùng bố mẹ đến thăm ngôi trường mầm non này nhé. Chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng mình đấy. Còn bây giờ, cô Thúy Anh phải nói lời chào tạm biệt với chúng mình rồi. Cảm ơn các bạn nhỏ của cô đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào các bạn.